Đây, mở khóa chỗ này nha. Nhiều anh em chưa biết thì mình chỉ cho nha. Nè, ngay chỗ này nè. Vườn hoa ngàn trụ nè. Đó. Sumeru. Tại nhiều anh em cái này mình giải rồi cho nên nó không có mấy cái màn xanh nó trắng lại nha. Cái mẹo của nó dễ lắm. Để ý mấy cái bông hoa lửa nào. Đó mấy bạn thấy mấy cái bông hoa lửa nào. Đó. Là cái mẹo của nó là bông hoa lửa đó. Nè, cái này không có bông hoa nè. Cái này là vị bắt đầu từ vị trí đây đầu tiên nè, một nè. Xong cái này có một bông hoa là hai nè. Đó, cái này là phát tán thứ hai nè. Thằng này cái này có hai bông hoa phát tán thứ ba nè. Đó. Thằng này có ba bông hoa nè, bốn nè. Đó. Xong tới ông nội đây là năm là đủ nè. Ok chưa? Ông nội nó bấm qua là phát thứ năm đủ đủ 5 cái xong là bắt đầu nó mở, bắt đầu nó giải được xong rồi chui vô đây. Chui bây bắt đầu giữ gái nè. Rồi bây giờ vô đánh nè. Cái mẹo nó là bông hoa thôi, nó trong ba cái cơ quan nó có cái mẹo hết á, chủ yếu ngồi chủ yếu suy ngẫm là hiểu rồi. Đồ cái đây có cần cung không ta, nhiều khi cần hệ thảo cần cung không à. Uốn mang lại mệt ghê. Rồi xong. Cái gì đây? Chạm vào à? Rồi, lên đó à? Làm sao để lên? Đâu có cầm con gì? Mình đâu có cầm ở con có lại đâu. Đâu cầm con có lại đâu mà lên. Buồn ghê á. Dùng con dông lây với dùng thêm cái gió, cái bình gió. Rồi, tới đây xong là ngẫm luôn á. Không để ý. Tại bây giờ ra lấy con co lai nè. Cuối cùng cũng vô được rồi. Trong cái điện thoại của mình nó có cái phần mà cái gì hạn chế sử dụng binh dương cường độ cao đó, cho nên là lâu nay mình chơi game nó hơi giật giật. Chơi game là ok nhưng mà vừa chơi vừa quay nó hơi giật giật. Rồi mới hôm qua mình vô cái phần binh mình vừa biết là mình vừa bắt đầu mình tắt cái đó là bắt đầu nó cho phép hoạt động cường độ cao. Giờ vô game nó mượt kinh khủng luôn. Giờ là với đúng bản chất của cái điện thoại nè. Leo lên kiểu nào ta?
Bay qua. À có cái đường này. Chạm vào đúng không? Lên đó. Bay qua đây hả? Có đây từ đâu? Mới từ bên đó mà. À nhúng 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 nhúng. À dùng co lai hồi sinh. Không được. Nó không cho chơi ăn gian nha. Không cho chơi ăn gian rồi. Giờ đi đâu cũng được nè. Nó chỉ đi đâu? Bên đó rồi. À, lên đây đúng không? Đấy, 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 đấy. Nhảy qua đó. Vô, quấn. Mà gác con hay còn bài bài ghê á. Bay này có Yomiya là mày xong rồi. Mười bảy k nhiều quá rồi, đánh xong mấy đó là xong luôn. Ừ vậy cũng đâu khó đâu, nó đâu có bắt mình đi lượm gì đâu ta. Hay là còn gì nữa mà đâu, đi đi ra lại xem. Thấy còn mấy đường mà ta. Nè còn mấy cái chỗ kia mà. Mà sao không cần đi. Kỳ ta. Ủa vậy mấy cái chỗ này là để làm cái gì? Cũng không có rương luôn. Ồ chắc để cho vui rồi. Bởi vì xong cái bí cảnh rồi, nó cho được cái 100 giây để đi ra thôi mà. À, không cần thiết phải vô đó đúng không? Đâu cần thiết phải vô đó đâu. Có lẽ là thế. Có lẽ là thế rồi. Cái chỗ này là cái chỗ ban đầu. Rồi xong rồi. Cái shop. Xong rồi đó. Rồi ok bye bye.